Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn làm một ly avocado smoothie nha. Hôm qua hôm kia gì á, mình có pick mấy cái trái bơ ở ngoài vườn mình á, cho nên bữa nay mình hứa với con gái của mình là mình phải làm một ly smoothie cho Jennifer. Cái cách mình làm smoothie là mình cần một cái máy đó, các bạn thấy một cái máy Vitamix kìa đó, còn một bình sữa organic đó, rồi mình cần cái coconut cream nữa, rồi mình cần một bình sữa bò đó. Rồi mà các bạn thấy mấy cái trái avocado thấy không, đó nó đen đậm hết trơn, là nó chín rất là chín luôn các bạn. Chỉ mình cần một cup ice đó, các bạn thấy không, đó Jennifer cầm lên nó rất là đen bóng luôn. Rồi hồi nữa mình sẽ cắt ra mình xay cho các bạn xem nha. Đó, đây là Jennifer. She really, really want a smoothie so bad. So we picked these avocados several days ago and it is very good. And today we are going to make an avocado smoothie. I hope you will enjoy this with me. Let's get started. All right, let's get started, Jennifer. Let's go. Rồi bây giờ mình chuẩn bị, mình kêu bà xã mình cắt cái trái bơ ra ha, rồi mình nạo nó ra, mình bỏ trong cái tô. Để hồi mình bỏ vô trong cái máy Vitamix với sữa với để mình làm cái smoothie cho con bé Jennifer đi. Hồi nãy giờ she chưa có cái patient đó, she cứ hỏi xong chưa, are we done? I say okay Jennifer, if you want a nice smoothie, you need time, ok. Các bạn coi cái hộp của nó kìa, cái hộp này mình trồng rồi nó cũng lên lại nữa các bạn. Trời ơi, coi trái bơ kìa, nó nhìn nó very very smooth dễ sợ không. Rồi các bạn thấy không, mình chỉ làm một trái thôi mà nó là một đống nè. Đó, hồi nãy mình làm một ly rồi đó. Rồi mình bỏ trong tủ lạnh này để hồi nữa mình chiếu cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình bỏ sữa đồ vô để mình mix nó cho các bạn coi luôn đây. Rồi bây giờ mình nạo ra được một trái vậy nè các bạn. Thường một trái là mình làm khoảng chừng một ly thôi, nếu mà mình muốn béo á, ăn thua cái mỗi cái khẩu vị của mỗi người nha. Bây giờ bắt đầu mình đi lấy đá, mình bỏ vô cái Vitamix đây. Rồi bây giờ mình lấy đá đây. Mình lấy cái đá bào á các bạn. Để nó dễ hơn, là để cho cái máy nó dễ sấy hơn một chút. Đó, mình giờ mình lấy đầy một ly đá nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình bỏ trái bơ vô trong cái máy rồi đây. Rồi mình bỏ đá vô. Đó. Rồi bắt đầu mình bỏ sữa vô nha. Đó tùy các bạn, nếu mà muốn đặc á thì mình bỏ ít sữa, còn muốn nhiều á thì mình bỏ ít lại. Đó, mình bỏ một chút sữa bò vô đây. Mình bỏ khoảng chừng chắc cũng cỡ 2 muỗng thôi à. Nhiều quá thì nó béo lắm. Đây, giờ bắt đầu mình bỏ một chút nước cốt dừa vô đây. À. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị mình sấy nó lên nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình bỏ bơ với sữa nè, với nước cốt dừa nè, với một chút sữa bò vô. Rồi bắt đầu mình là mình turn on cái Vitamix nha các bạn. Mình mở lên mình sấy nó khoảng chừng 30 giây. Đó, các bạn thấy không?
này là khi mình bỏ vô mình bấm cái nút á, thấy chừng nào nó tự động nó tắt á các bạn. Một khi nó xay xong là tự động nó tắt à, mình khỏi cần control gì hết trơn á. Rồi bây giờ bắt đầu mình đổ vô ly, mời các bạn uống với mình nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đổ ra ly đây. Đó các bạn coi coi nó đặc ghê không. Một trái mà các bạn ra coi nó cũng rất là nhiều ha. Ra nhiều dễ sợ không. Đây. Đây một ly. Rồi bây giờ bỏ decoration vô. Rồi sau khi 15 phút là mình có cái ly bơ rất là ngon rồi các bạn. Đây bé Jennifer, she is so happy. She is ready for her avocado strings smoothie. Rồi thôi mình mời các bạn uống ly bơ với mình nha. Rồi hai cha con mình. What? Cheers. Alright Jennifer. Mời các bạn uống bơ. Alright, good job con. Alright. Okay. Rất là béo các bạn ơi, rất là béo các bạn ơi. Ngon dễ sợ ngon luôn. Rồi, how do you like your avocado shake, Jennifer? It's really good. So pretty, isn't it? Yeah. Thôi mình chỉ có bấy nhiêu chia sẻ với các bạn hai ly avocado nha. Mình hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau. Thân mến chào các bạn. Bye bye. Bye.